Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Đen của Mimi Hinnet. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái bé cá nướng như thế này ha, để cho bé mèo cầm trên tay như thế này rất là dễ thương. Hoặc là các bạn có thể là làm cái phần móc khóa nè, mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái bé cá này thì các bạn sẽ sử dụng len sợi tùy thích nha. Mình sẽ sử dụng len miêu bò, cái màu nó ngả nâu nâu như thế này nè các bạn, giống như cá nướng vậy ha. Có nhiều bạn gọi là bánh cá này kia đó thì cũng được luôn, nói chung là kêu như thế nào cũng được ha. Và cần một ít cái len màu đậm như thế này để mà chúng ta phối cái phần vây nha. Chuẩn bị cho mình thêm một cái khóa như thế này, hoặc là nếu mà các bạn muốn trang trí á, thì chúng ta cứ việc đính lên cái sản phẩm như thế này thôi ha. Và kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 2mm nè, các bạn có thể là móc size 2.5 hoặc là 3 để cho cái sản phẩm của chúng ta nó to hơn ha. Chuẩn bị cho mình thêm kép cắt len cũng như là kim khâu len nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. Mũi móc đơn mình sẽ quy ước là mũi X, 2 mũi móc đơn cùng một chân thì mình sẽ quy ước là mũi V ha. Mình sẽ đọc XV nha. Rồi, hàng đầu tiên chúng ta sẽ móc là 6X. Đây là được 4 rồi nè. 5, 6. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai. Đâm kim vào chân móc đầu tiên móc 1X, chân thứ hai các bạn móc 1V, lặp lại thêm cho mình 2 lần nữa ha. 1X, 1V và 1X, 1V. Hàng thứ hai này chúng ta tăng 3 mũi, như vậy là chúng ta có 9 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba nha. Các bạn sẽ móc 2X đầu tiên, chân thứ 3 1V, 2X 1V, các bạn sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa cho mình ha. 1, 2, xong 2X rồi, tới 1V, vào thêm một cụm nữa, 1, 2, chân thứ 3 là 1V, và chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Hàng này chúng ta cũng tăng 3 mũi. Và chúng ta được 12 chân móc rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư. Các bạn sẽ móc 3X 1V, lặp lại 3 lần nha. 2, 3, 1V ở chân kế bên. Rồi như vậy các bạn móc thêm 2 lần nữa cho mình ha. Kết thúc hàng móc thứ tư thì chúng ta có được là 15 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ năm. Các bạn sẽ đâm kim vào từng chân móc, móc mỗi chân 1X ha. Và chúng ta sẽ có 15X ở hàng móc thứ 5 này. Rồi các bạn sẽ kết hàng lên thêm hàng móc thứ 6, thứ 7 và hàng móc thứ 8. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc tới cuối hàng móc thứ 8 luôn ha. Mỗi hàng là 15X nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 8 rồi đây. Bây giờ mình sẽ trượt mũi và kết thúc hàng nha. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 9. Các bạn sẽ móc theo công thức là 3X1A. Mũi A thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đây mình đã xong 3X rồi nè. Chúng ta sẽ móc 1A. Chúng ta sẽ giảm 2 chân móc này lại thành 1 chân móc ha. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa nhánh ở phía bên ngoài nè của cái chân móc thứ 4. Đồng thời đâm kim vào nửa nhánh bên ngoài của chân móc thứ 5. Và các bạn sẽ kéo len qua hai nhánh đó. Chúng ta có hai vòng len trên kim, các bạn sẽ kéo qua hết luôn nha. Rồi như vậy là chúng ta có được 3X1A rồi. Chúng ta sẽ lặp lại cái cụm móc này ha, cho tới cuối hàng luôn. 1, 2, 3, 3X rồi, 1A. Và các bạn móc tới cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng ha. Và còn lại là 12 chân móc. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 10 nha. Các bạn sẽ giảm 2 chân móc thành 1 chân móc. Chúng ta sẽ giảm tới hết luôn nha. Rồi. Hai chân đầu tiên
hai chân tiếp theo. Và các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn ha. Móc đến cuối hàng rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ ốm nó vô như thế này nè. Cho chân móc nó song song xíu ha. Rồi đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè. Chúng ta sẽ quấn len hai vòng lên kim. Đâm kim vào cái chân móc đầu này. Đồng thời đâm kim xuống phía dưới này luôn nha. Rồi các bạn sẽ kéo len qua. Kéo len qua hai vòng lần thứ nhất, hai vòng lần thứ hai và hai vòng lần thứ ba. Chúng ta có một mũi kép đôi đầu tiên, thêm một mũi kép đôi nữa trong cùng với chân móc này. 1, 2, 3. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích ha. Móc qua cái chân móc kế bên nè. Chúng ta sẽ móc một mũi móc kép vào đây. Hai mũi kép đôi. Một. Hai. Xong hai mũi kép đôi rồi, các bạn sẽ móc trong cùng chân móc đó thêm một mũi móc kép nữa nha. Sau đó lại lên một mũi móc xích. Chúng ta lại móc qua cái chân kế bên nè. Rồi chúng ta thực hiện hai mũi kép đôi. Một. Hai. Sau đó các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đó luôn nha. Rồi xong bé cá rồi đó các bạn. Chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích. Chúng ta cắt ra một cái đoạn len nó dài dài xíu nha. Rồi các bạn sẽ rút nó chặt lại. Bây giờ chúng ta sẽ xỏ cái cọng len này nè qua kim khâu len nha. Rồi chúng ta sẽ đưa nó xuống dưới này một xíu nha. Rồi tạo một cái nút thắt, các bạn rút nó lại. Xong rồi chúng ta sẽ đưa nó lên phía trên này nè. Rồi các bạn sẽ đưa nó qua như thế này nha. Rồi cái khoen này nè, để mình sẽ luồn cái phần khóa vô nha. Để cái khoen như thế đi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm thật là chắc chắn ở cái cọng dây này để nó không có bị chạy len á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt cái cọng len này nha. Các bạn sẽ xỏ cái cọng len màu tối này nè. Bây giờ các bạn sẽ luồn cái cọng len này nè lên cái hàng móc thứ hai nha. Cái chỗ đầu này nè các bạn. Rồi sau đó là chúng ta sẽ di chuyển nó. Và như thế này ha. Rồi giờ chúng ta sẽ qua đây. Xong rồi các bạn sẽ di chuyển xuống phía dưới này luôn nha. Chúng ta làm con mắt rồi đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho mình xuống phía dưới này. Xong rồi đưa cái cọng len lên trên này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ tiếp tục đưa cọng len lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa nó xuống phía dưới nha. Cắt một hàng nha. Ở đây thôi nè các bạn, trên này nè.
làm như thế này ha. Và các bạn sẽ quay ra phía sau, chúng ta sẽ cột hai cái cọng này lại nha. Và các bạn di chuyển cho nó vô phía trong rồi chúng ta sẽ cắt len luôn ha. Bây giờ các bạn sẽ gỡ cái phần khóa bi ra. Sau đó là chúng ta sẽ xỏ qua bên cái dây này ha. Cái dây này nó giống như là một cái vây ở phía trên đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ khóa cái này lại. Các bạn sử dụng cái loại nào cũng được ha, cái khoen nào cũng được hết. Inox hoặc là những cái gì khoen tròn tròn là được nha. Rồi mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu cá này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.